Nói về vãng sanh Tây phương cực lạc, Phật A Di Đà là có thật nha quý vị, nhưng mà kinh Phật là tất cả đều đúng, chỉ có thời nay các chư thầy làm sai. Chứ vãng sanh là có thật, có người có vãng sanh, nhưng mà đời này không có mấy ai được vãng sanh, đó là do mình chạy theo tiền tài vật chất gây quỷ nhiều quá. Nói về vãng sanh Tây phương cực lạc, tóm lại chính phẩm hoa sen gồm có 3 cấp. Thường thì mình đọc kinh có lúc cuối cùng của đoạn kinh đọc là tụng kinh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tốc giảng vô lượng quang Phật sát nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc chí huệ chân minh liễu phổ nguyện tội chướng bất tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa thai kiến phật ngộ vô sanh bất thối bồ tát di bằng lự nguyện dị thử công đức phổ cập ơn như thiết ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành phật đạo. Thì ai mà phật tử tu tập đều phải thuộc mấy cái này là căn bản. Thì trong đó đó thì nó như thế này: trên thượng giữa trung dưới hạ, mỗi cấp lại chia làm 3 bậc: cao thượng vừa trung thấp hạ như sau. Số 1, bậc cao của cấp trên: thượng phẩm, thượng sinh, thượng thượng phẩm. Đây là bậc cao nhất trong 9 phẩm hoa sen để được giảng sanh về bậc này. Hành giả tu pháp môn tịnh độ trước tiên phải phát khởi 3 tâm. Số 1, tâm trí thành. Số 2, tâm tinh sâu. Thứ 3, tâm hồi hướng phát nguyện. Thứ đến phải tu tập tịnh nghiệp. Thứ 1, giữ lòng từ bi không sát sanh. Hành trì trọn vẹn giới luật đã thọ. Số 2, đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Số 3, tu hành 6 niệm khi xem lại mục. Hành giả tinh tấn cũng dũng mãnh đến giờ phút lâm chung Đức Bồ Tát Quán Thế Âm bưng đài sen bưng đài kim cang cùng các Đức Bồ Tát Đại Thế Chí đến trước hành giả Đức Phật A Di Đà phóng sáng lớn chiếu đến thân thể hành giả và hành giả liền được Đức Phật cùng với 2 vị Bồ Tát đưa tay tiếp dẫn. Cái đó là xưa chỉ ngày hư vân ngày tiên hóa mấy vị lớn, còn mấy vị nhỏ nhỏ sau này mình không biết nha, nhưng mà những người ẩn tu cũng còn nhiều lắm. Số 2, bậc vừa của cấp trên: thượng phẩm, trung sinh, thượng trung phẩm. Dưới bậc thượng thượng phẩm là bậc thượng trung phẩm, để được giảng sanh về bậc này hành giả cũng phát khởi 3 tâm như trên, tuy không thọ trì tụng và tu hành theo pháp giáo pháp Đại Thừa, nhưng hiểu rõ đại nhất nghĩa đế tinh sâu lý nhân quả, thì đến giờ phúc lâm chung Đức Phật A Di Đà, 2 Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí cùng vô lượng đại trí bưng đài bằng vàng y đến trước hành giả đưa tay tiếp dẫn. Thứ 3, bậc thấp của cấp trên: thượng phẩm, hạ sinh. Thượng phẩm dưới bậc thượng trung phẩm là bậc thượng hạ phẩm, để được giảng sanh về bậc này tuy hành giả không thể thọ trì đọc tụng và hiểu rõ nghĩa lý của giáo pháp Đại Thừa, nhưng tin sâu lý nhân quả, thì đến giờ phút lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng 2 Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí và các chư thánh cùng cầm hoa sen vàng hóa hiện ra 500 vị hóa Phật đến trước hành giả đưa tay tiếp dẫn. Thứ 4, bậc cao của cấp giữa trung phẩm, thượng sinh, trung thượng phẩm. Đây là bậc cao nhất của cấp giữa tiếp dưới bậc thượng phẩm hạ sinh, để được giảng sanh về bậc này hành giả hành trì trọn vẹn 5 giới, thường tu 8 trai giới, không tạo tội ngũ nghịch,
không làm lỗi đến giờ phút lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng phóng luồng ánh sáng sắc vàng kim chiếu đến hành giả. Hành giả trông thấy như thế tâm sinh vui mừng, tức thì thấy thân mình ngồi trên tòa sen, đài sen thứ năm bậc vừa của cấp giữa trung phẩm trung sinh, trung phẩm. Tiếp dưới bậc trung thượng phẩm là bậc trung trung phẩm. Để được giảng sanh về bậc này, hành giả tu tám trai giới, chọn một ngày một đêm hoặc hành trì trọn vẹn giới sa di hay giới cụ túc. Trong một ngày một đêm oai nghi tời tỉnh không thiếu sót, đến giờ phút lâm chung hành giả thấy được Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng phóng luồng ánh sáng sắc vàng kim bưng đài sen bảy báo đến tiếp dẫn. Thứ sáu bậc thấp của giữa trung phần hạ sinh, trung hạ phẩm, người thiện nam hay tín nữ nào trong đời sống hàng ngày hết lòng hiếu dưỡng cha mẹ, làm các việc nhân nghĩa giúp ích cho đời, rồi đến giờ phút lâm chung lại có duyên gặp được thiện trí thức nói cho nghe về cõi nước an vui của Đức Phật A Di Đà cùng 48 lời nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng. Người ấy chí thành tin tưởng muốn giảng sanh thì liền được giảng sanh về bậc trung hạ phẩm này. Thứ bảy cao bậc cao của cấp dưới hạ phẩm thượng sinh, hạ thượng phẩm, người làm nhiều nghiệp ác, phỉ báng kinh điển đại thừa không bao giờ biết hổ thẹn, nhưng đến giờ phút lâm chung nếu có cơ duyên gặp được thiện trí thức nói cho nghe 12 bộ kinh đại thừa và được dạy cho cách chắp tay xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, người ấy nghe kinh và xưng niệm danh hiệu Phật rồi liền dứt trừ được tội chướng trong trăm nghìn kiếp. Lúc bấy giờ hóa thân của Đức Phật A Di Đà cùng hóa thân của hai Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí đến tiếp dẫn, người ấy liền được giảng sanh về hoa sen bậc này. Bậc thứ tám bậc vừa của cấp dưới hạ phẩm trung sinh, hạ trung phẩm, người quỷ phạm năm giới tám giới cùng cụ túc giới ăn cắp vật dụng và của tăng chúng, nói pháp bất tịnh mà tâm không biết hộ thẹn, đến giờ phút lâm chung lửa ở cửa địa ngục liền ngập đến bức áp. Nhưng ngay lúc đó nếu có cơ duyên gặp được thiện trí thức tán thán uy đức của Đức Phật A Di Đà, người ấy liền dứt trừ được tội chướng sinh tử trong 80 ức kiếp lửa địa ngục, trở thành hơi mát mẻ thổi cát qua trời. Trong những qua đó đều có hóa thân Phật và chư vị Bồ Tát đồng đến tiếp dẫn, liền được giảng sanh về hoa sen bậc này. Bậc thứ 9 là bậc thấp nhất dưới hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm. Đây là bậc thấp nhất trong chính phẩm hoa sen, người tạo tội ngũ nghịch thập ác, không điều ác gì mà không làm, nhưng đến giờ phút lâm chung nếu có cơ duyên gặp được thiện trí thức xót thương an ủi, nói cho nghe Phật pháp nhiệm màu, dạy cho phép niệm Phật, người ấy liền vui vẻ đem tâm trí thành cố gắng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật liên tiếp 10 lần, thì cứ mỗi niệm dứt trừ một tội chướng sinh tử trong 80 ức kiếp, liền thấy các hoa sen hoàng vàng lớn như mặt trời ngay ở trước mặt, và người ấy được giảng sanh về hoa sen bậc hạ phẩm ở các nước cực lạc.